Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Dòng máy nén khí dây đa hiện tại đang rất phổ biến trên thị trường với nhiều giá thành cũng như nhiều mẫu mã khác nhau. Và ngày hôm nay Ngọc Lan đem đến cho bà con đó chính là máy nén khí dây đa của thương hiệu Takio, máy nén khí dây đa Takio TK30. Mời bà con hãy cùng ở lại video này, Ngọc Lan sẽ giới thiệu chi tiết hơn về con máy này để bà con cùng biết nhé. Và đây chính là con máy Takio TK30 mà Ngọc Lan vừa mới nhắc tới. Như bà con đã thấy, máy được thiết kế với màu đỏ đặc trưng khá là bắt mắt của thương hiệu Takio. Thương hiệu Takio được in nổi bật ở trên ngay trên thân máy. Một điểm đặc biệt của con máy này đó chính là sẽ có dây Cura để kết nối giữa đầu nén khí với lại motor của máy. Khi bà con mua máy, bà con có thể tham khảo thông số của máy ngay ở bên dưới đầu nén khí. Con máy này có mẫu mã là TK30 với công suất là 1,2 HP tương đương với 0.37 kW. Trên này sẽ có in cả tốc độ vòng, áp lực của máy, đồng thời là dung tích của máy là lên tới 55 lít. Quý vị và các bạn hãy tham khảo trước khi mua nhé. Phần phía đầu máy, trên máy còn thiết kế một đồng hồ đo áp lực, đồng thời và đó chính là một chiếc van để cho bà con có thể kết nối được. Trên đồng hồ đo áp lực này hiện tại đang hiện lên là số 6, tức là ở trong bình đang vẫn còn khí. Đây chính là một công tắc đóng mở, một khớp nối nhanh và một tay cầm giúp cho bà con có thể đẩy máy đi một cách dễ dàng. Kèm theo đó là phía dưới của máy đó chính là 4 bánh xe, bà con có thể nhẹ nhàng di chuyển, đồng thời máy có thể đặt nằm vững ở trên được các mặt phẳng được. Mời bà con hãy cùng xem bộ dây Cura của máy, đồng thời là một lớp bảo vệ giúp cho bà con dễ dàng sử dụng hơn nhé. Motor của máy với lõi là 100% dây đồng thì giúp bà con hoạt động dễ dàng hơn. Phần trên motor đó chính là sẽ có một lớp quạt tản nhiệt đảm bảo cho độ bền của motor cũng như độ bền của máy. Với con máy này, quý vị và các bạn có thể dễ dàng đem đi di chuyển những nơi đều được, hoặc có thể mang lên cả xe ô tô với kích thước nhỏ gọn của nó. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay con máy Takio TK30 này, hãy liên hệ với số điện thoại của chúng tôi hoặc website để được tư vấn nhiệt tình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.